Ricky xin kính chào quý cô chú anh chị Video này Ricky sẽ chia sẻ những điều kiện để được xin miễn giảm lệ phí thi quốc tịch Mỹ và những chú ý khi nộp đơn xin miễn giảm lệ phí thi Tính đến thời điểm hiện tại, lệ phí thi tổng cộng là 725 đồng Trong đó bao gồm 640 đồng lệ phí đơn N400 và 85 đồng lệ phí lăng tay chụp hình Nếu một gia đình có hai hay nhiều người thi quốc tịch thì chi phí này sẽ dội lên rất là nhiều lần cho nên Ricky làm video này để cho quý cô chú anh chị tham khảo. À, biết đâu được có một số quý cô chú anh chị thỏa mãn điều kiện để được xin miễn giảm lệ phí thi thì sẽ tiết kiệm được một số tiền lớn trong thời buổi kinh tế khó khăn này. Việc miễn giảm lệ phí thi sẽ được chia làm hai trường hợp. Tùy theo income thu nhập của hộ gia đình tương ứng với số thành viên trong gia đình, lệ phí thi sẽ được miễn 100% hoặc chỉ được giảm 50%. Ricky sẽ giải thích rõ điều kiện nào để quý cô chú anh chị được miễn phí 100% và trường hợp nào có thể sẽ được giảm 50%. Để miễn lệ phí thi 100%, chúng ta phải thỏa mãn một trong hai điều kiện sau đây. Thứ nhất, quý cô chú anh chị hoặc là vợ hoặc chồng mình đang nhận public benefit. Public benefit là những lợi ích công cộng hỗ trợ người có thu nhập thấp như food stamp, chương trình hỗ trợ y tế Medicaid. Người đang nhận lợi ích công cộng tất nhiên đã chứng minh được mức thu nhập thấp theo quy định của Mỹ, nên hiển nhiên đáp ứng được điều kiện miễn 100% lệ phí thi. Quý của chú anh chị thỏa mãn điều kiện này phải điền đơn Y912 để xin miễn lệ phí. Nếu quý của chú anh chị muốn tự điền đơn, có thể tải đơn này trên trang web uscs.gov. Chúng ta có thể vào Google gõ chữ Y912 Quý cô chú chị sẽ thấy ngay ở hàng đầu tiên, kết quả I912, Request for Fee Waiver. Chúng ta bấm vào đường link này. Sau đó bấm vào form I912 để tải đơn. Nếu quý cô chú chị có câu hỏi hay thắc mắc về cách điền đơn, hoặc là quý cô chú chị muốn Ricky làm một video hướng dẫn cách điền đơn, xin hãy để lại bình luận cho Ricky nha. Bên cạnh việc điền đơn I912, Quý cô chú anh chị phải nộp những giấy tờ chứng nhận là quý cô chú anh chị đang nhận public benefit. Những giấy tờ này có thể là lá thư, giấy thông báo từ cơ quan cấp public benefit cho quý cô chú anh chị. Nếu được USCIS chấp nhận, quý cô chú anh chị sẽ được miễn hoàn toàn 100% lệ phí thi và lệ phí lăn tay chụp hình. Thứ hai, mức thu nhập hàng năm của hộ gia đình phải ít hơn 150% mức chuẩn nghèo liên bang theo quy định của Mỹ. Quý cô chú anh chị nhìn vào bảng này sẽ hiểu được mức thu nhập ít hơn 150% mức chuẩn nghèo liên bang cụ thể là bao nhiêu. Đây là mức chuẩn nghèo liên bang áp dụng cho 48 tiểu bang của Mỹ, ngoại trừ Alaska và Hawaii nếu gia đình mình có hai người thì thu nhập hàng năm phải ít hơn 27.465. Còn nếu gia đình có 3 người thì thu nhập hàng năm phải ít hơn 34.545. Căn cứ theo số liệu này, nếu gia đình quý cô chú anh chị có 4 người mà thu nhập hàng năm ít hơn 41.625 thì quý cô chú anh chị thỏa mãn điều kiện được miễn 100% lệ phí thi. Quý của chú anh chị cần phải nộp giấy tờ khai thuế à, cuối năm vừa rồi để chứng minh thu nhập của mình. Lưu ý trên tờ đơn Y912, quý của chú anh chị à, phải khai thu nhập và số thành viên người phụ thuộc trong gia đình khớp với thông tin trên tờ khai thuế cuối năm. Nếu quý của chú anh chị không khai thuế hoặc không có giấy tờ khai thuế cuối năm, phải nộp bản lương những tháng gần đây hoặc những giấy tờ từ chủ lao động chứng nhận thu nhập của mình đây là hai trường hợp chính mà nếu quý của chú anh chị thỏa mãn một trong hai điều kiện này sẽ được miễn hoàn toàn lệ phí thi quốc tịch. Ngoài hai điều kiện này ra, nếu quý của chú anh chị à, đang gặp khó khăn về tài chính vẫn có thể nộp đơn xin miễn lệ phí thi, nhưng chúng ta phải có giấy tờ rõ ràng để chứng minh là mình đang gặp khó khăn không thể đóng tiền lệ phí. Ví dụ những giấy tờ chứng minh À, hàng tháng mình đang trả những chi phí y tế cho các thành viên trong gia đình bị thất nghiệp, bị kéo nhà. Để được xét duyệt trong trường hợp này, quý cô chú anh chị cần phải à, khai báo tất cả các tài sản hiện tại mình đang có. Khai báo tất cả chi phí mình phải trả hàng tháng. Sở di trú sẽ xem xét để xem chúng ta có thật sự à, đang gặp khó khăn về tài chính hay không. Ví dụ như uh, chúng ta nói mình là đang gặp khó khăn vì hiện tại đang bị thất nghiệp, nhưng mình chạy xe Lexus đời mới và ở nhà trị giá 500.000 đô, thì sở di trú sẽ khó chấp nhận hoàn cảnh như vậy. Nếu thu nhập của hộ gia đình mình cao hơn 150% à, mức chuẩn nghèo liên bang, tất nhiên chúng ta sẽ không được miễn 100% lệ phí thi. Nhưng có thể chúng ta vẫn còn đủ điều kiện để xin giảm lệ phí. Ricky sẽ giải thích cụ thể trường hợp này ngay sau đây. Nếu income thu nhập của hộ gia đình mình cao hơn 150% nhưng thấp hơn 200% mức chuẩn nghèo cho phép, quý của chú anh chị có thể làm đơn xin giảm lệ phí. Nếu đủ điều kiện, quý của chú anh chị sẽ được giảm một nửa lệ phí thi. Nhưng lưu ý là lệ phí lăn tay chụp hình sẽ không được giảm. Cụ thể, Lệ phí thi chính thức trước khi giảm là 640 đồng, không tính phí lăng tây là 85 đồng. Sau khi giảm, lệ phí thi sẽ là 320 đồng. Phí lăn tay không được giảm. Quý cô chú anh chị phải đóng lệ phí lăn tay 85 đồng như bình thường. Cho nên toàn bộ lệ phí thi sau khi được giảm sẽ là 405 đồng. Quý cô chú anh chị nhìn vào số liệu này sẽ hiểu được uh, mức thu nhập nào sẽ nằm trong khoảng 150%, nhưng thấp hơn 200% mức chuẩn nghèo liên bang. Nếu hộ gia đình có 2 người, thu nhập 1 năm trên 27.465 và dưới 36.620 thì thỏa mãn điều kiện được giảm lệ phí. Gia đình 4 người thì nếu thu nhập 1 năm trên 41.625 đồng và ít hơn 55.500 đồng, thì cũng được giảm. Quý cô chú anh chị phải điền đơn I-942 để xin giảm lệ phí. Đơn xin miễn lệ phí và đơn xin giảm lệ phí là hai tờ đơn khác nhau. Tùy theo quý cô chú anh chị thỏa mãn điều kiện nào, thì chọn tờ đơn cho phù hợp nha. Chúng ta có thể tải đơn I-942 trên trang web của USCIS, hoặc là quý cô chú anh chị làm theo cách rút ký hướng dẫn ở đầu video. Quý cô chú anh chị vào Google, gõ chữ I-942, bấm vào đường link đầu tiên, I-942, Request for Reduce Fee. Reduce Fee nghĩa là giảm phí. Sau đó bấm vào form I-942 để tải đơn và bắt đầu việc điện đơn. Tiếp theo là những lưu ý khi nộp đơn xin miễn giảm lệ phí thi quốc tịch Mỹ. Những điều này khá quan trọng nên quý cô chú anh chị... Cố gắng xem hết video để biết thêm thông tin nha. Khi quý cô chú anh chị đăng ký thi quốc tịch Mỹ mà muốn xin miễn giảm lệ phí, phải gửi bằng mail hồ sơ thi quốc tịch và đơn xin miễn giảm lệ phí chung một lần. Sở di trú không chấp nhận hình thức gửi hồ sơ online nếu muốn xin miễn giảm lệ phí thi quốc tịch. Quý cô chú anh chị điền đơn N400 trên giấy, gộp chung tất cả hồ sơ N400 thi quốc tịch Mỹ và đơn xin miễn giảm lệ phí lệ phí sau khi giảm và các giấy tờ bổ sung liên quan, gộp chung một phong bì và gửi đi một lần. Quý cô chú anh chị không được gửi đơn n.400 trước, rồi vài ngày sau mới gửi đơn xin miễn giảm lệ phí. USCIS sẽ không xem xét đến những hồ sơ gửi đi rẻ như vậy. Ricky xin nhắc lại là hồ sơ phải được gửi bằng đường bưu điện. Sở di trú không chấp nhận hồ sơ gửi online nếu xin miễn giảm lệ phí thi sau khi sở di trú nhận hồ sơ, họ sẽ xem xét xem quý cô chú anh chị có thỏa mãn điều kiện để được miễn giảm lệ phí thi hay không. nếu USCIS từ chối đơn xin miễn giảm của quý cô chú anh chị, họ sẽ gửi thông báo về việc nộp lại hồ sơ thi quốc tịch Mỹ. quý cô chú anh chị phải nộp lại đơn thi quốc tịch và trả tiền lệ phí như quy định. Thế đây là những chú ý khi nộp đơn xin miễn giảm lệ phí thi quốc tịch Mỹ. À, nếu quý cô chú anh chị có thắc mắc xin hãy để lại comment cho ricky nha à, ricky cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video